Em xin giao lưu đến các anh chị và cô bác là một cái món đồ xưa hay cái gì, một cái món đồ cái kỷ vật chiến tranh trước năm 75 ha. Đây, con gà ấp trứng vàng. Cái này là hộp, cái này là của ngân hàng Tín Nghĩa các anh chị, Việt Nam Thương Tín nè, Việt Nam Thương Tín chuyên mục tiết kiệm ha. Hồi xưa là ngân hàng Tín Nghĩa hoặc là người ta gọi là Việt Nam Thương Tín đó các anh chị, là của ông Nguyễn Tấn Đời sáng lập. Đây, khi các anh chị và cô bác là có gửi tiền tiết kiệm trong những cái ngân hàng này, ngân hàng này một trong những ngân hàng mà lớn nhất của Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa, thì sẽ được tặng những cái đây, những tặng những cái khối đồng như thế này, những cái ống tiết kiệm như thế này. Nó có nhiều dạng lắm các anh chị, giống như cái này là cái ngân hàng với con gà luôn, còn có một cái thì có một con gà để tiết kiệm, rồi có một cái con heo để tiết kiệm, còn này là của em mà vừa là cái ngân hàng vừa là con gà luôn. Đây, đây có cái chương mục tiết kiệm ha, con gà trứng vàng. Ở trên đây thì có cái này em mất cái chìa khóa hay gì rồi không không biết mở ra được không, cái này lâu lắm luôn rồi các anh chị. Đây, để xuống này, hồi xưa là mua 1,8 triệu này. Đây, mở ra mở vô được ha, bằng đồng luôn ha. Có cái mắc cái chìa khóa này chắc người ta gửi ra ha các anh chị. Nói chung là cũng còn nguyên zin nguyên bản luôn. Về các anh chị chế này nữa lại là ok. Còn cái này thì em xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 2 triệu ha, nguyên zin nguyên bản hơn chị, 2 triệu hồi xưa mua cũng lâu lắm rồi, là 1,8 triệu. Đây, thời điểm mà hot là những cái này phải rơi vào 4 5 triệu một cái. Đây, lành đẹp nha anh chị, rất là nặng luôn. Đây, chương mục tiết kiệm Việt Nam Thương Tín. Đây, cái ống này ống để tiết kiệm đây. Rồi, còn tiếp đến thì em xin giới thiệu đến các anh chị và cô bác là một cặp chân đèn gốm lá thiêu xưa, men vàng hoàng đế các anh chị, cao 11 cm. Tình trạng của cái này là lành đẹp hết trơn ha, chuẩn xưa, 70 80 năm trên. Em giao lưu với giá là 800 ngàn bao ship đến các anh chị và cô bác ha, 800 ngàn bao ship đến các anh chị và cô bác. Đèn dầu lạc ha các anh chị, gốm lá thiêu chuẩn xưa, 70 80 năm trên. Đây, rồi cảm ơn các anh chị và cô bác rất nhiều.